Rồi, xin chào hết tất cả chư tôn thiền đức tăng ni cùng toàn thể học viên. Chúc mừng các bạn đã chuẩn bị cả tinh thần và thể chất của mình trong 3 ngày qua để chúng ta chuẩn bị bước vào phòng kiểm tra để làm cái bài kiểm tra. Và như chiều hôm nay thì chúng ta cũng đã được học và hướng dẫn rồi. Cái bài kiểm tra này tốt như thế nào là do sự thực tập của chúng ta trong 3 ngày qua nói chung, mà đặc biệt trong cái ngày cuối này nói riêng, và cũng như cái sự chuẩn bị của ban tổ chức và của ban phụng sự rất là chu đáo rồi. Nhưng mà cái kết quả nó tốt đẹp như thế nào là tùy vào cái sự thực tập của chúng ta, có nghiêm chỉnh hay không, có kết hợp đúng cái nghệ thuật hay không, thì cái này mình cũng đã được học rồi. Thì bây giờ tất cả chúng ta hãy sẵn sàng để làm sao mà chúng ta khi chúng ta cầm cái chai dầu trong tay của mình phải làm sao kết nối được thân và tâm của mình trước hết. Mình đã cảm nhận được cái sự kết nối, sự trong sạch, đặc biệt là của cái ruột già hay là cái hệ tiêu hóa, hệ bài tiết phía dưới của mình. Rồi, khi chúng ta cầm cái chai dầu trong tay thì chúng ta phải có ý thức rất rõ ràng, thì chính cái kỳ bạc này sẽ đi vào bên trong mình để giúp mình kết nối truyền thông của hàng chục hệ thống, hàng trăm cơ quan và hàng tỷ tỷ tế bào. Nắm vững như vậy rồi thì các bạn chỉ cần nắm cái chai dầu và lắc thôi, ok. Rồi sau đó khi mình mở nắp mình uống rồi đó, thì mình cũng nhắm mắt lại để mình tập trung làm sao để mình cảm nhận được cái hỗn hợp nó đi vào trong người mình, nó đi tới đâu mình biết rất rõ đến đó, có mặt trọn vẹn như vậy. Rồi sau đó đóng nắp chai dầu lại, để xuống và mình nhắm mắt lại, không cần để ý ai xung quanh hết. Mình tập trung tâm ý vào cái bụng dưới của mình, từ chánh thủy đến ngang rốn, tập trung tâm ý vào các đầu ngón tay của mình, đè nó vào để mình dánh xung quanh nó, hay là mình xoa chậm thôi, nhưng mà phải cho thiệt là đi sâu vào bên trong. Vậy thì nhắm mắt lại, tập trung vào bên trong và mình càng có mặt trọn vẹn cho mình bao nhiêu, càng ý thức được cái tầm quan trọng của cái hỗn hợp này bao nhiêu và càng trân quý nó bao nhiêu, thì mình sẽ kết nối được mình với cái hỗn hợp này, với tất cả các cơ quan hệ thống, và từ đó nó mới kết nối được với các tế bào. Vậy thì thành công như thế nào, kết quả như thế nào là tùy vào cái sự thực tập của mình. Tất cả những gì bên ngoài thì chúng tôi, anh chị em phụng sự đã cố gắng hết sức rồi, nhưng mà cái phần còn lại nhớ là phần thứ ba, khi nó đi vào bên trong mình như thế nào, kết quả ra sao là tùy vào sự thực tập của mình. Rồi hãy cố gắng trân quý, hiểu rõ nguyên tắc và thực tập cách nghiêm chỉnh, từ lúc mình uống cho đến lúc mình xoa đến lúc mình ép. Vậy thì nếu chúng ta thực tập được như vậy thì chúng ta sẽ có kết quả tốt đẹp vào ngày mai, và chúng ta sẽ thấy cái con người chúng ta thay đổi. Rồi chúc cả nhà chúng ta đến tối hôm nay chúng ta sẽ thực tập một cách nghiêm chỉnh nhất, trọn vẹn nhất và gặt hái được kết quả thành công nhất. Rồi cảm ơn cả nhà.